ai cũng nói Lọ Lem may mắn gặp được hoàng tử, nhưng thực tế thì sẽ có một số chàng công tử cảm thấy may mắn khi gặp được Lọ Lem của đời mình. Nước của anh chị đây ạ. Lát nữa em muốn đi đâu? Ôi da! Cô làm việc kiểu gì thế? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hay là để tôi giặt áo giúp chị? Em có sao không? Thôi, em đừng bực mình vì mấy loại phục vụ thấp kém này. Em vào nhà vệ sinh lau trước đi. Cô đúng là đồ ăn hại. Anh im đi. Tôi đã nói xin lỗi và sẽ đem rồi. Đừng tưởng có tiền là hay. Một thời gian sau. Cô em, đi chơi với anh không? Đừng chạm vào tôi. Có ai không? Cứu tôi với. Có cho người ta ngủ không hả? Đừng có chĩa mõm vào chuyện thiên hạ. Anh không thấy cô ấy đã từ chối rồi à? Việc của mày à? Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân này. Chết đi. Giết người rồi, bớt người ta. Anh gì ơi, anh có sao không? Là cô phục vụ bạn xấu tính đây mà. Bảo sao nhìn mặt anh ta quen thế? Người đâu mà nặng chết đi được. Không phải vì anh đã cứu tôi thì tôi đã ném anh ở đó rồi nhé. Sáng hôm sau. Dậy rồi đấy à? Vì không biết nhà anh ở đâu nên tôi mới đưa anh về. Bây giờ anh tỉnh rồi thì mời rời đi cho. Tôi đã không còn nhà để về nữa rồi. Những người mà tôi nghĩ là bố mẹ ruột, họ nói tôi chỉ là con nuôi họ nhặt được thôi. Bây giờ họ không cần tôi nữa rồi. Dù rất tiếc, nhưng mà anh không thể ở đây được. Cô hãy giúp tôi đi. Đợi tìm được công việc, tôi sẽ trả tiền mà. Cô bạn gái xinh xắn của anh đâu? Sao anh không nhờ cô ta giúp? Đừng nhắc tới cô ta nữa. Vừa nghe tin tôi bị đuổi ra khỏi nhà là cô ta đã chạy biến mất rồi. Kể cả như vậy cũng không được. Tôi đâu có biết anh là ai đâu. Tưởng gì? Mặt tôi uy tín mà, để tôi tự giới thiệu. Thôi thôi, được rồi. Nhưng anh chỉ được ngủ ở ghế này thôi đấy. Hồi chết đi được, mấy ngày rồi anh chưa tắm thế. Nhưng tôi có mỗi bộ này thôi. Vậy anh đợi tôi chút. Này. Cái gì đây? Tôi phải mặc cái thứ đồ dễ rách này à? Hoặc là mặc, hoặc là ra đường, tùy anh chọn. Cô cười cái gì? Hay lắm ý mà cười. Mà sao cô lại làm hồ sơ, không làm phục vụ nữa à? Nhờ phúc của anh đấy. Mà anh cũng lo tìm việc đi. Không có tiền nhà là tôi ném ra ngoài đấy. Biết rồi, để người ta thở cái đã chứ. Một tháng sau. Bên trái, suốt đi. Đúng rồi. Ui, anh còn định nằm ườn ở nhà đến khi nào hả? Tôi cũng nộp hồ sơ mà người ta không có gọi, chứ có phải tôi không muốn đâu. Mặt mũi cũng sáng sủa đấy. Hay đi làm bồi bàn đi. Cô bị ấm đầu à? Đến đấy làm để đám bạn tôi bắt gặp, chúng nó cười cho thối mũi. Lắm chuyện. Hay là đi bán hàng với tôi? Không, mệt lắm. Cái gì cũng không. Thôi, mời anh đi ra giùm tôi cái đi. Đứng lù lù trước cửa phòng người ta làm gì? Chuyện là cô cho tôi đi bán hàng cùng cô được không? Được, đi chuẩn bị đi, rồi đi. Mua quà đi ạ. Hàng mà cô bán đây á? Đứng ngay ra đó làm gì, bán đi. Quả này bao nhiêu? 50. Anh mua đi ạ. Đắt thế. Đắt thì đừng có mua. Ok, khỏi mua. Anh ơi, anh bán hàng hay đuổi khách về hả? Anh ơi, mua hoa tặng người yêu đi anh. Không mua, không mua. Không mua đâu. Cái mặt khó chịu của anh đuổi khách đi hết rồi. Ơ kìa, chờ tôi với. Lần đầu đi làm tôi còn bỡ ngỡ. Cô đừng giận nữa, mai tôi sẽ cố gắng. Hay cô lên nghỉ ngơi đi, để tôi dọn dẹp cho.
Hôm nay cứ để tôi. Anh chị ơi, bóng bay xinh xắn đáng yêu quá nè, mua tặng người yêu đi ạ. À, để tôi bán nốt cho. Cô ngồi nghỉ đi. Hoa dành cho các cô gái xinh đẹp đấy ạ. À, sao lại là cô? Không ngờ anh cũng có ngày này cơ đấy. Tôi muốn mua hoa có được không? Được, cô chọn cái nào thì mua đi. Hoa cũng đẹp đấy. Cô, tôi trả tiền là được chứ gì. Thôi, mặc kệ cô ta. Chào cậu chủ. Quản gia, sao cô lại ở đây? Ông chủ cho gọi cậu về nhà gấp. Đó không phải là nhà của tôi. Hay anh cứ về xem thế nào, nhỡ có chuyện gì thì sao? Ông còn tìm tôi làm gì nữa? Tú, ngồi đi con. Con có biết là trước kia con chưa từng rót nước cho bố. Thật ra đúng là có chuyện phải nói. Con đúng là con của ta, không phải nhặt ở đâu cả. Ông coi tôi là trò đùa đấy à? Anh bình tĩnh lại, nghe bác nói đã. Bao năm qua bố đã lơ là để con giao du với đám bạn xấu, coi thường người khác, bất đắc dĩ bố mới phải dùng cách này. Bố biết con từng ngủ công viên, ở nhà người ta rồi ra công viên bán hàng. Khi đó bố biết con đã trưởng thành rồi. Cả cô bé này cảm ơn cháu. Cháu có làm gì đâu ạ. Con cảm ơn bố. Mặc dù con không thích cách làm này, nhưng may mắn con đã gặp được cô ấy và làm lại cuộc đời. Nếu không có em thì sẽ không có anh ngày hôm nay. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Em đồng ý.